Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày 4 tháng 7 năm 2022. Hiện tại là 12:35 và chúng ta đang có mặt ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hồng Thập Tự ngày xưa. Phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là phòng quản lý xuất nhập cảnh, địa chỉ 196 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Sài Gòn. Và để bắt đầu video trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui. Chúng ta có một tuần làm việc đầy hiệu quả và luôn có những hạnh phúc trong cuộc sống. Ngày hôm nay Tường Vũ Channel sẽ cập nhật những hình ảnh tại phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó mình di chuyển về bên cục quản lý xuất nhập cảnh. Phía trước màn ảnh chúng ta thấy mặc dù bây giờ là 12:30 chưa đến giờ làm việc của phòng quản lý xuất nhập cảnh, tuy nhiên ta thấy rất đông người, hàng trăm người đang đứng xếp hàng, phải nói là 4-5 hàng như vậy, xếp từ ngoài đường Nguyễn Thị Minh Khai đi vào tới cổng của phòng quản lý xuất nhập cảnh luôn. Như chúng ta cũng đã biết là sáng ngày 1 tháng 7 năm 2022 là ngày đầu tiên Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới. Chính vì điều đó cho nên phải nói là hàng trăm người đã xếp hàng từ ngày 1 tháng 7 cho đến sáng ngày hôm nay, rồi chiều ngày hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2022. Tại phòng quản lý xuất nhập cảnh quận 3 cũng như là cục quản lý xuất nhập cảnh tại quận 1, hàng trăm người chen chúc nhau xếp hàng. Trời nắng nóng giữa buổi trưa, ngay cả trời mưa vẫn có người xếp hàng chờ đợi để đến lượt của mình bốc số thứ tự để làm hộ chiếu theo mẫu mới, bắt đầu cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Phía trước màn ảnh của chúng ta là công viên Tao Đàn, một trong những công viên lâu đời và có rất là nhiều cây xanh, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hồng Thập Tự các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã có hàng trăm người xếp hàng, tuy nhiên đến 11 giờ thì họ phải quay trở về. Và bây giờ đến 12:30 thì bắt đầu hàng trăm người lại tập trung xếp hàng chờ đến giờ làm việc đầu chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi bộ sang phía bên cửa chính để mà cập nhật những hình ảnh cận nét nhất để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Phải nói sau nửa tháng tạm ngưng cấp hộ chiếu để chờ cấp theo mẫu mới thì phải nói là từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ cấp hộ chiếu mới trở lại. Phải nói là từ buổi chiều thật bất ngờ với hàng trăm người chen chúc trước phòng quản lý xuất nhập cảnh để mà chờ cấp hộ chiếu theo mẫu mới này. Phải nói là người ta rất là vất vả, phải chờ đứng để bốc số thứ tự rồi sau đó chờ đến lượt làm hộ chiếu mới, như vậy rất là khó khăn. Trong ngày đầu tiên là ngày 1 tháng 7 và ngày 2 tháng 7 thì từ lúc 5-6 giờ sáng cũng đã có rất là nhiều bà con đến đây để mà tập trung chờ lấy số thứ tự để được làm hộ chiếu mới các bạn. Phải nói đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái cảnh chen chúc đông người đến như vậy. Thật sự mà nói thì đối với mẫu hộ chiếu mới được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, mẫu hộ chiếu phổ thông sẽ có nhiều cải tiến mới so với mẫu hiện hành các bạn. Wow, dòng người chen chúc nhau, phải nói là hàng trăm người luôn. Biết khi nào mới đến lượt của mình đứng vào bên trong, mặc dù bây giờ buổi trưa trời rất là nắng, có một số người phải cầm dù rồi đội mũ che nắng các bạn. Phải nói nhu cầu làm hộ chiếu mới của người Sài Gòn rất đông, không những người Sài Gòn mà những người ở tỉnh đang cư ngụ và làm việc học hành ở tại Sài Gòn cũng đang xếp hàng để mà làm hộ chiếu theo mẫu mới này, hàng trăm người.
theo như những hình ảnh và thông tin, mẫu hộ chiếu mới được thiết kế một cách rất là công phu, và trên mỗi trang là có những hình ảnh biểu tượng của đất nước Việt Nam, đặc biệt là những cái biểu tượng phong cảnh về chủ quyền quốc gia cũng như là một số di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, chẳng hạn như Vịnh Hạ Long, rồi Kinh Đô Huế, Đền Hùng, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, cũng như là bến cảng Nhà Rồng, rồi cột cờ Lũng Cú, cổng Tàu Vò hay đảo Lý Sơn, v.v. Đội ngũ Channel sẽ đứng ở tại phòng quản lý xuất nhập cảnh, sau đó mình sẽ di chuyển về bên cục quản lý xuất nhập cảnh để cập nhật tình hình ở bên đó, gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn. Theo như những thông tin thì việc thay đổi mẫu hộ chiếu mới này sẽ góp phần khẳng định cũng như là quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý cũng như là nền văn hóa của Việt Nam. Phòng quản lý xuất nhập cảnh các bạn, Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận Ba Sài Gòn. Hàng trăm người đang chen chúc từ cái cổng ở phía trên luôn các bạn, xuống phía dưới ra ngoài lề đường luôn, đứng chen chúc nhau như vậy rất là khổ luôn các bạn. Có thể nói là trong mùa hè này mọi người đang chuẩn bị có các cái chuyến đi du lịch ra nước ngoài, cho nên họ tranh thủ làm hộ chiếu mới để kịp các cái tour đã book vé cũng như là đã đặt cọc ở các công ty lữ hành, công ty du lịch để họ đi du lịch trong mùa hè năm nay các bạn. Phía bên ngoài đường thì vẫn còn rất là nhiều người đang chuẩn bị đến để mà xếp hàng tiếp tục. Họ tìm những cái bãi giữ xe xung quanh phòng quản lý xuất nhập cảnh. Theo như thông tin của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì trường hợp những công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì sẽ vẫn tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu các bạn. Cho nên chúng ta đang có sở hữu cái mẫu hộ chiếu cũ, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cho hết thời hạn mà thôi, chứ không nhất thiết phải làm theo cái mẫu mới mà chúng ta phải đứng chờ đợi vất vả như từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022. Với các cái mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ hay là hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử thì Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào quý 3 năm 2022. Có nghĩa là vào quý 3 năm 2022 thì Bộ Công an sẽ cấp hộ chiếu có gắn chip luôn các bạn. Wow, quá đông luôn thấy chưa? Quá đông luôn. Xếp hàng chờ phải nói là mệt mỏi luôn á, vừa nắng nữa các bạn. Theo như quy trình cũng như là thủ tục cấp hộ chiếu sẽ được cấp trong hạn là 8 ngày. 8 ngày làm việc nha các bạn. Và nếu việc làm hộ chiếu tại phòng quản lý xuất nhập cảnh ở các địa phương và 5 ngày đối với làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Quá trời đông luôn các bạn. Ngoài việc chúng ta đến trực tiếp ở tại phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng như là Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an để làm mẫu hộ chiếu mới thì chúng ta cũng có thể
đăng ký hộ chiếu theo mẫu mới online luôn. Và như vậy để đăng ký hộ chiếu mẫu mới theo online thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì Bộ Công an cũng đã triển khai cái cổng thông tin điện tử để mà bà con có thể đăng ký online, tiết kiệm thời gian, tránh xếp hàng đông, mất thời gian ở tại các cái nơi đăng ký như là phòng quản lý xuất nhập cảnh ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một tài khoản ở cổng dịch vụ công quốc gia. Chúng ta truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.gov.vn. Chúng ta sẽ chọn đăng ký công dân thuê bao di động. Ở đây sẽ mở ra cái hướng dẫn, cái form đăng ký, chúng ta chọn lít vô chữ công dân ha. Rồi bước thứ hai chúng ta sẽ chọn là dịch vụ cấp hộ chiếu không gắn chip cấp tỉnh. Ở đây chúng ta sẽ gõ vào cái khung tìm kiếm có từ khóa là hộ chiếu, theo đó chúng ta chọn cấp hộ chiếu không gắn chip cấp tỉnh thì một loạt danh sách dịch vụ công tìm đến tỉnh thành nơi mà chúng ta đang sinh sống và chọn nộp trực tuyến. Tiếp theo là chúng ta tải hồ sơ và điền thêm các thông tin còn thiếu vào trong đây. Rồi chúng ta sẽ tải ảnh chân dung, ảnh là lưu ý là ảnh 4x6 ha, mặt trước mặt sau căn cước công dân và điền đầy đủ các thông tin còn thiếu. Tại mục nội dung thì đề nghị cấp hộ chiếu, các bạn hãy chọn cấp lần đầu hoặc lý do tương ứng. Ở đây người ta sẽ sổ ra một loạt cái lý do để chúng ta chọn nha. Tiếp theo là chọn hình thức nhận hộ chiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thì tại cái mục mà nơi nhận hộ chiếu, các bạn nên chọn nhận qua bưu điện để tiết kiệm thời gian cũng như là bổ sung cái địa chỉ, số điện thoại liên hệ ha, để mà sau khi có hộ chiếu thì bên cơ quan người ta sẽ gửi về tại địa chỉ của chúng ta theo đường bưu điện. Như vậy khi mình nộp hồ sơ hoàn tất thì cái mã hồ sơ sẽ được gửi về cái điện thoại hoặc cái email mà chúng ta đã đăng ký ngay ban đầu. Nếu như mà hồ sơ được duyệt thì cổng dịch vụ công quốc gia sẽ gửi tin nhắn cho chúng ta, trong đó có cái số tài khoản của kho bạc nhà nước để chúng ta bắt đầu nộp lệ phí trực tuyến luôn. Như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta đến tại cơ quan phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng như là cục quản lý xuất nhập cảnh thì mình có thể đăng ký qua online. Như vậy đối với hộ chiếu mới thì có điều gì đặc biệt mà lại thu hút đến hàng ngàn người xếp hàng chờ từ sáng sớm cho đến buổi trưa như vậy các bạn? Theo như mẫu hộ chiếu mới thì những hình ảnh bên trong của cuốn hộ chiếu đang là một trong những đề tài hot ở trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Điều đó khiến cho rất là nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ, bên cạnh có nhu cầu đi du lịch trong mùa hè năm nay, ngoài ra thì họ cũng đang rất là nô nức rủ nhau để đi làm cho bằng được một cái tấm hộ chiếu mới có cái mẫu mới và có những cái hình ảnh rất là hấp dẫn. Thật sự mà nói thì đối với cái mẫu hộ chiếu mới này với cách thiết kế rất là công phu và đáp ứng yêu cầu bảo mật cao hơn so với mẫu hộ chiếu cũ, đồng thời chống nguy cơ làm giả luôn các bạn, và đạt tiêu chuẩn rất là cao. Và theo như hình ảnh của hộ chiếu mới, chúng ta thấy gồm 50 trang, trong đó có 2 trang bìa là màu tím than so với màu xanh của hộ chiếu cũ các bạn. Chất liệu giấy mới dày hơn và cũng nhìn đẹp hơn so với mẫu hộ chiếu cũ. Với mẫu hộ chiếu mới này thì hình quốc huy Việt Nam và biểu tượng hoa sen được in chìm. Bộ Công an cũng cho biết đây là các cái chi tiết để chống làm giả hộ chiếu. Nói chung thì nhìn cái mẫu hộ chiếu mới, chúng ta thấy nó vẫn có điều gì đó đẹp hơn. Có thể nó làm nâng thêm cái giá trị của tấm hộ chiếu cũ lên một cái tầm cao mới hơn các bạn. Đây có thể nói là lần đầu tiên mà Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh in hình ảnh những địa danh nổi tiếng đặc trưng nhất
của Việt Nam lên các cái trang bên trong hộ chiếu mới, và chúng ta lật dở từng trang trước khi mà chúng ta thấy lần lượt xuất hiện các cái đền Hùng, Vịnh Hạ Long, rồi phố cổ Hội An, cố đô Huế vân vân, rất đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về bên Cục Quản lý xuất nhập cảnh trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, Sài Gòn để cập nhật thêm những hình ảnh ở tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Đây là mình đang di chuyển đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hồng Thập Tự ngày xưa, hướng về bên ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Lê Văn Duyệt. Mình sẽ di chuyển theo đường Cách Mạng Tháng 8 đi về bên đường Nguyễn Trãi luôn. Thời tiết tại Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay cũng không có nắng mạnh lắm, nhiệt độ cũng thấy là dễ chịu các bạn. Đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng Tháng 8 ha. Để chúng ta sẽ rẽ tay trái để đi về bên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về bên ngã 6 Phù Đổng nhé. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển vào đường Nguyễn Trãi để đi về bên Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đây là ngã ba giao với đường Bùi Thị Xuân và đường Cách Mạng Tháng 8 các bạn. Rồi cảnh sát giao thông đang chặn lại có vấn đề gì đây. Ok, good, không có vấn đề gì hết các bạn. Chỉ hỏi thăm thôi. Hú hồn. Mình sẽ di chuyển về bên Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xem thử tình hình ở tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Mọi người có tập trung đông như là bên phòng quản lý xuất nhập cảnh hay không ha. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì nằm tại địa chỉ 337 đường Nguyễn Trãi. Còn phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì nằm tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, 196 Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây làm việc tới 17 giờ 5 giờ chiều đóng cửa rồi, còn bên Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì làm việc đến 16 giờ 30. Sẽ đóng cửa ha. Mặc dù giữa trưa nắng nóng, tuy nhiên nhu cầu làm hộ chiếu mới rất cao, cho nên tụi của chú nội quan sát thấy nhiều người mang theo cả cơm ăn luôn á, tại vì họ phải đi xếp hàng từ sớm á, họ phải mua những cái hộp cơm rồi nước. Họ vào đây họ đứng họ xếp hàng rồi họ ăn cơm luôn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trên đường Nguyễn Trãi các bạn. Trước tình hình mà người dân xếp hàng rất đông ở tại các cái địa điểm cấp hộ chiếu, cho nên công an cũng đã khuyến cáo đến người dân tránh xếp hàng chen chúc làm hộ chiếu mới. Bởi vì những người đã có hộ chiếu mà vẫn còn hàng sử dụng thì chúng ta không cần phải đổi sang mẫu mới đâu.
mỗi người dân của chúng ta cũng có thể đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến, không cần phải trực tiếp đến nơi làm. Và để tránh cái tình trạng người dân ồ ạt đến các cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, cho nên công an cũng như là cục quản lý xuất nhập cảnh cũng đã có đưa ra một số yêu cầu, một số khuyến cáo đối với những người đã có hộ chiếu mẫu cũ mà vẫn còn thời hạn sử dụng thì chúng ta tiếp tục sử dụng, không cần phải đổi theo mẫu mới. Đó là thứ nhất. Thứ hai là đối với hộ chiếu mẫu mới cấp phát từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 là hộ chiếu không gắn chip điện tử. Chính vì điều đó cho nên người dân của chúng ta không cần bắt buộc, cũng như là chưa bắt buộc phải đổi hộ chiếu khi thay đổi căn cước công dân, trừ các cái trường hợp mà các cái đại sứ quán ở nước ngoài có yêu cầu xin visa thôi. Một khuyến cáo tiếp theo là đối với người dân, đối với công dân đã có căn cước công dân gắn chip thì chúng ta nên nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia, cũng không cần phải đến nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Như vậy thì để tránh cái thời gian chờ đợi khi đến giao dịch, cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an khuyến khích công dân chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ của Bộ Công an ở tại địa chỉ website là dịchvucong.bocongan.gov.vn. Như vậy nếu như chúng ta có thể nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến thì điều đó rất thuận lợi và rất là khỏe cho chúng ta luôn. Chúng ta cứ làm theo hướng dẫn ở trên cái trang mà đăng ký trực tuyến cấp hộ chiếu các bạn. Hướng dẫn rất dễ dàng. Chúng ta cứ chụp ảnh 46 theo đúng quy định, rồi chúng ta chụp căn cước công dân đầy đủ, rồi mình upload hình ảnh lên đó thôi. Rất dễ các bạn. Cái thời gian mà để cấp hộ chiếu thì tôi sẽ nhắc lại là sẽ được cấp trong thời hạn 8 ngày làm việc nếu làm thủ tục tại phòng quản lý xuất nhập cảnh các địa phương. Còn nếu chúng ta làm thủ tục tại cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an thì là chúng ta mất 5 ngày. Đó là thời hạn làm hộ chiếu. Và hiện nay cái lệ phí cấp hộ chiếu mới là 160.000 đồng trên một trường hợp. Còn nếu mà cấp lại hộ chiếu do mất hay là hư hỏng là chúng ta phải đóng 320.000 đồng trên một trường hợp các bạn. Chúng ta sắp đến cục quản lý xuất nhập cảnh rồi. Mình sẽ cập nhật những hình ảnh ở đây nữa, rồi sau đó tôi của chúng tôi sẽ kết thúc cái video trong buổi trưa ngày hôm nay. Từ Vũ Chí Nô cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ cũng như là đăng ký kênh YouTube Tường Vũ Chí Nô. Rất mong nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Bên phía tay trái màn của chúng ta là Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Bên phía tay phải là Bộ Công an. Đây các bạn, cục quản lý xuất nhập cảnh ha, nằm trên đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Chúng ta thấy ở đây vẫn rất đông người đang xếp một hàng dài luôn, xếp một hàng dài ở phía trước cục quản lý xuất nhập cảnh các bạn. Wow, đông quá. Có cả cảnh sát đứng để mà giữ gìn trật tự luôn. Không biết mình có đậu xe đây để quay được hay không đây. Hiện tại là chưa đến giờ làm việc cho nên cửa vẫn chưa mở các bạn. Và ở đây lực lượng cảnh sát an ninh trật tự đang
giữ gìn rất là nghiêm ngặt luôn các bạn, rất đông luôn. Mình sẽ đứng đây một vài phút ha để cập nhật gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn. Quá trời đông luôn các bạn ơi, nhưng mà hình như không có đông bằng bên chỗ phòng quản lý xuất nhập cảnh. Hy vọng trong những thời gian sắp tới đây thì nhiều người sẽ có thể đăng ký trực tuyến luôn, đăng ký nộp hồ sơ online trực tuyến ở tại cái website mà lúc nãy tôi cũng có hướng dẫn đó các bạn, dịch vụ công quốc gia đó. Chúng ta vào đây đăng ký một tài khoản rồi sau đó mình bắt đầu làm theo hướng dẫn thôi, cứ chụp sẵn ảnh 46 rồi chụp căn cước công dân, rất dễ luôn các bạn. Chúng ta khỏi mất thời gian đi đến xếp hàng mấy tiếng đồng hồ bốc số thứ tự, rồi đến khi đến lượt của mình thì lại hết số thứ tự đi đó, chúng ta là mất nguyên một buổi sáng luôn. Rồi sau khi mà có số thứ tự xong rồi chúng ta lại tiếp tục phải chờ đợi đến lượt của mình làm nữa thì nó phải nói rất là lâu. Cho nên cô chú anh chị và các bạn nên đăng ký hộ chiếu mới, mẫu mới bằng online, tức là đăng ký qua hệ thống online. Tôi cũng sẽ nói nhắc lại cái địa chỉ là chúng ta mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ http://dịchvucong.org.vn. Sau đó chúng ta chọn mục đăng ký công dân thuê bao di động á, rồi mình sẽ chọn tiếp cái mục là cấp hộ chiếu không gắn chip nha. Rồi sau đó chúng ta tải cái mẫu hồ sơ và điền các thông tin vào đây. Sau đó chúng ta update xong xuôi hết hình ảnh rồi căn cước công dân, rồi mình mới chọn hình thức là nhận hộ chiếu trực tiếp hoặc vào qua bưu điện. Thì ở đây mình nên chọn qua bưu điện đi để người ta gửi về tận nhà cho mình luôn. Phí ship hình như là mấy chục nghìn thôi các bạn, nhưng mà nó rất là tiện lợi ha. Quá đông luôn các bạn ơi. Như này thì biết khi nào mà đến lượt của mình. Nhiều khi các bạn đứng từ cái hàng đứng cuối cùng á, và khi mà đến lượt mình vào trong thì là hết số thứ tự, chúng ta là quay về và sáng ngày mai là đi tiếp. Như vậy quả thật là nó khá là vất vả cho cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái video mà tụi channel cập nhật trực tiếp những hình ảnh ở tại cục quản lý xuất nhập cảnh và phòng quản lý xuất nhập cảnh, cũng như là một số điều lưu ý khi mà cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu cấp đổi lại hộ chiếu mới theo mẫu mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Và như vậy có lẽ những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.